cô cho con gửi xe ở đây đi chợ chút nha cô. Ờ, để đó đi. Dạ. Cũng chưa về nhà hả chị? Cũng lạ ha. Xe để đây thì người đâu? À, nè Tám, cho tôi gửi xe ở đây, tôi đi tìm con nhỏ tiếp. Chị, tôi sắp chọn hàng rồi. Xe để đây ai coi? Má. Con ơi. Sao rồi má? Có chuyện xảy ra với chị con rồi. Má thấy xe của chị con để ở trong chợ mà nó đi đâu mất tiêu rồi. Và từ đây anh bên em mãi.